Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với series Q&A hỏi đáp cùng Zinti Hà Nội số thứ nhất. Tại số thứ nhất này, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu qua về 4 thứ quan trọng đối với Zinti Express Hà Nội. Thứ nhất là hotline của Zinti Express chi nhánh Hà Nội. Hotline của Zinti Express chi nhánh Hà Nội là 024-7309-1088. Khi gọi cho số hotline 024-7309-1088, ấn phím 1, bạn sẽ được hỗ trợ tra cứu hành trình của đơn hàng và tư vấn về dịch vụ. Ấn phím 2 để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại. Phím 3 để hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự. Và phím 0 để gặp các bộ phận khác hoặc để được hướng dẫn thêm. Thứ hai, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về fanpage của Zinti Hà Nội. Fanpage chính thức của Zinti chi nhánh Hà Nội là Zinti Hà Nội. Tại đây các bạn có thể trực tiếp liên hệ cho admin để được hỗ trợ tra cứu hành trình của đơn hàng, hỗ trợ nhận thông tin khiếu nại. Thứ ba, chúng ta có website của Zinti Express. Website chính thức của Zinti là zintiexpress.vn. Tại đây các bạn có thể trực tiếp tra cứu hành trình của đơn hàng và những thông tin liên quan đến vận chuyển. Ngoài ra các bạn có thể cập nhật thêm những thông tin liên quan đến dịch vụ, khuyến mại cũng như là các vấn đề liên quan đến nhượng quyền. Và cuối cùng là app của Zinti Express. App của Zinti sẽ giúp bạn tạo đơn hàng và quản lý đơn hàng một cách dễ dàng nhất. Ngoài ra nó còn giúp bạn theo dõi và quản lý tài chính một cách vô cùng tiện lợi. Bên trên là 4 điều cần biết về Zinti Hà Nội. Nếu như bạn còn điều gì thắc mắc và muốn được hỗ trợ giải đáp thêm thì có thể inbox cho fanpage hoặc có thể để lại comment ở ngay bên dưới. Và chúng mình sẽ hẹn gặp lại bạn vào số tiếp theo nhé. Xin chào.